Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021. Phụ nữ TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và luôn thành công trong công việc. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Giá tiêu xuất khẩu bất ngờ tăng 100 USD trên tấn trở lại. Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản ở Campuchia cho biết, xuất khẩu hồ tiêu của Campuchia trong 11 tháng của năm 2021 đạt 27.730 tấn, tăng 456,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm cả hồ tiêu gắn chỉ dẫn địa lý mang nhãn hiệu Campot và giống tiêu không gắn chỉ dẫn địa lý. Hiện tại, phần lớn hồ tiêu trồng tại Campuchia đều được xuất khẩu, chỉ có 5-7% là được tiêu thụ trong nước. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất với 26.887 tấn, tiếp theo là Đức 497 tấn và Thái Lan là 180 tấn. Một lượng nhỏ hơn đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Với thị trường hồ tiêu trong nước, không ngoài dự đoán, giá hồ tiêu trong nước đã bật tăng trở lại sau khi giảm xuống mức dưới 80.000 đồng một kg trong những ngày qua. Trong khi đó, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi vào ngày 27 tháng 12, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ cùng tăng trở lại ở mức 100 USD trên tấn sau khi đã giảm vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Cụ thể thì giá tiêu đen loại 500 g trên lít hiện có mức giá là 4.290 USD trên tấn. Tiêu đen loại 550 g trên lít mức giá xuất khẩu là 4.390 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt mức là 6.500 USD trên tấn. Giá hạt tiêu xuất khẩu tại hầu hết các nước sản xuất lớn trên thế giới tăng do nguồn cung khan hiếm và hoạt động vận chuyển gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu tăng dịp cuối năm cũng tác động tích cực lên giá hạt tiêu. Về mức giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá hồ tiêu đồng loạt tăng thêm 1.500 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua trong khoảng từ 80.000 đến 83.500 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 81.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai thu mua ở mức là 80.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được ghi nhận ở mức 83.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 82.000 đồng 1 kg. Và giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai sáng nay ghi nhận ở mức là 80.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá hạt tiêu tại thị trường nội địa ở mức cao. Lượng hàng bán ra rất ít, một phần do nguồn cung trong dân gần như đã hết. Lượng hồ tiêu xuất khẩu cũng giảm dần. Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 12 năm 2021 đạt 6.990 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch là 32,87 triệu USD, đưa xuất khẩu 11 tháng rưỡi của năm 2021 đạt 252.881 tấn, giảm đi 8,21% về lượng, nhưng lại tăng tới 42,18% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Nhiều chuyên gia dự báo và tin rằng trong quý 1 năm 2022, giá hồ tiêu trong nước chắc chắn sẽ đạt mốc 100.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 28 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.